Trung Quốc không Biết biết Việt ạ, Nam có tranh chị thủ nói thời đi cơ ạ. để bước ra Bà không, đang nuôi con đương nhiên nhỏ, là thằng nào phải đã đi tranh thủ vào thời trại để cơ chăn kiến là đấy. tài sản nó Đúng đâm ra rồi, nhà mày cũng chết rồi, là không có liên đúng can gì không? đến con năm Nên này, không cần không dạy có nó kiếm liên tiền can gì đâu đến những cái người như thằng Huỳnh Thương nha, Ca, Tương đam nhẹ Ca em gì bất này, đạo vậy thôi rồi đúng những không? cái người mà Nếu mà bị nói về những người làm kinh bắt tế á, mà biết chớp lấy thì thời nói cơ chung là trong nhà chiến tranh dân thương chủ mại Mỹ gì và gì Trung gì, á, dân chủ gì thì của tao nói nó lại là lần gì, nữa, nhà gì tài sản đấu của nó tranh quy dân đổi là chủ gì tiền đó. bè nguyên dòng họ mày cũng Dạ chết vâng, nha, dân chủ nhân quyền nên mày không cần phải dạy không tôi không, nó thêm một cái câu nữa nữa. hay lắm, cái câu gì nữa nè, tù nhân lương tâm, khổ ghê cái tù nhân lương tâm. Dạ thì nó kêu là tại sao là bắt những người tù nhân lương tâm, thì ý của em á là em lên nó không có cho em lên, nhưng mà em cũng đang đi rình rình, em lại có cái tật hay hay rình, em cũng trả lời với anh chị em có cái bệnh rình, em đi rình mấy cái diễn đàn mà em gặp nó là em lên em nói chuyện với nó, tại em xin mà nó không có cho em lên, ở nhà nó không cho em lên. Thì em định hỏi nó là cái oan mất đất của nó thì có liên can đến tù nhân lương tâm không? À Tạ Minh Thành, Tạ Minh Thành này hơi mới mới nha, Tạ Minh Thành lên chia sẻ cho Tạ Minh Thành, lên cho mình nhìn thử coi. Có anh chị em gì với Tạ Minh Tâm mà ca sĩ không ta? Chị đang nói dở mà, ok, Thì ý đang em nói nói dở mà nói đây. thì em thấy mấy anh mà có tên đẹp là em mê lắm. À thì em hỏi là em hỏi thì ý em nói chuyện với anh chị em á là cái con tù nhân lương tâm của bọn nó đó, thì nó nói là một người mẹ với hai đứa con nhỏ thì không thể lật được một cái chế độ cộng sản. Nó nói cái câu đó thì cái câu đó nó nói đúng, nhưng mà một con không lật được nhưng mà chính phủ mình không diệt thì nó sẽ ra 10 con, nó sẽ ra 20 con và nó có thể ra bao nhiêu chục con, thì lúc đó diệt được hay không? Thì đó anh Trần Toản với mấy anh chị em nghĩ thử coi là nó nói như vậy thì nó đúng hay sai, nên em đang canh cái thằng này mà em có cái tật là em hay đi canh. Em đang canh cái thằng này thì em định hỏi nó nói là một con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là nó nói là mẹ nấm của nó đó, mẹ của nó chứ không phải mẹ của em, nên em ghét cái chữ mẹ vô cùng, em chỉ kêu cái con nấm thôi. Đúng rồi, tức là sao mà mình phải gọi thêm nó là mẹ lắm Em được. không có dùng cái chữ mẹ được chứ cái con này, mà em cũng không có thể kêu nó được, em chỉ kêu con nấm hay là con Quỳnh thôi. Sao nhánh ngăn rừng nhá. Thì tại thì nó hỏi là cái con đó thì hai bàn tay nhỏ bé với một đứa hai đứa con thơ thì làm sao lật được một cái chế độ cộng sản. Nó hỏi là cái chế độ cộng sản mong manh lắm hả, em định lên em đấm trong mặt nó rồi, cái gan của em đập em giọng trong mặt nó một phát, em nóng lắm nha, mấy cái đứa đó mà đứng gần em giọng một phát em mới đã cái gan của em cỡ đó đó, mà nó nói chuyện mà nó dốt cái chỗ này nè. Em định hỏi nó là cái oan đất của nhà mày nó có đáng để cho 90 triệu dân của tao chịu cảnh trên bom với đạn tại, nó biểu là lật cái chế độ này xuống đưa cái chế độ khác lên để giải oan nhà nó. Anh Trần Đoản hiểu không, là nó nói bây giờ dân Hiểu oan hiểu thì đang được, nghe, đang nghe đang hay, nói đang dạ hay. thì được bao nhiêu dân oan, 90 triệu dân thì được bao nhiêu dân oan, em cho nó là 10 triệu dân oan đi, em cho 10 triệu dân oan đi thì 10 triệu dân oan đó có thể đánh đổi 80 triệu dân oan đổ máu không, mà nó bị lật cái chế độ này. Em đang canh cái thằng đó lắm. Rồi nó nói là chuẩn bị đi đi gọi là cái gì anh tị nạn, anh tị nạn dân oan nó có liên can gì đến tị nạn không, xin tị nạn không, thì Đó mình rồi, chỉ như là xin tị nạn chính trị. dạ thì mình chia sẻ vậy, mình chia sẻ với anh mấy anh chị em là có hiểu cái thằng sĩ đang nó là như vậy. Hồi sáng anh Tạ Minh Thành có vô, anh Thành mới nói là anh Thành có vô nhà thằng sĩ đang đúng không, anh Minh Thành, Minh Thành ok anh Thành, anh Tạ Minh Thành có vô là chắc anh Tạ Minh Thành cũng nghe nghe giống như em luôn. Nó không hề liên can đến cái chế độ. À, chị khách mời tên là chị Cao Hoàng Lan ạ. Với chị Giang Văn, thấy chị nói hay quá mà chị xinh đẹp quá Trời thì thôi chị Giang Văn. anh Trần Toản, em ngắt lời anh, em đọc cái dòng comment của anh Đan Văn này rồi, ảnh chỉ nói là chính xác cho anh không hề chữ xinh đẹp, em là tăng chứng và vật chứng, em còn giữ cái tin cái dòng này rồi. Chị
Chị biết là anh Giang Văn hay chị Giang Văn mà em nói cái là chị đã cãi lại ngay được rồi. Đấy là chị Giang Văn, chị cũng đang ở nước ngoài nhá, để em Em nói với chào chị Cao Hoàng Lan như vậy. chị. Anh Hùng Phạm đang gọi là cái gì, là 10 triệu lấy đâu ra, làm gì có lấy đâu ra tận 10 triệu dân oan là chị Cao Không Hoàng thì em ví Lan. dụ thôi, em ví dụ thôi. Là Dương Vi. À, chào Dương Vi nhân em. Tại vì á, là nó nói á, là dân oan, là nhà nó bị oan 23 năm. Bây giờ nó kêu những người dân oan đó ra, với những người tù nhân lương tâm đó ra, là nó kêu gọi chính phủ của nó gọi là quốc tế đó, là vô can thiệp những dân oan đó, và đồng thời hạ cái chế độ cộng sản này xuống, cai trị này xuống, để cái chế độ khác vô để mà giải quyết dân oan. Của cái oan của nó có đáng để cho tụi em đổ máu không? À dạ vâng, chào Trần Tân. Bên này chị ơi, chị đang chia sẻ nhá, chị Cao Hoàng Lan. Chị làm ơn chị đọc của em cái comment của chị, đọc to lên của em với nhá. Đọc Bởi vì đọc. em mắt em kém. Ủa Vâng. anh kém, anh đeo mắt kiếng cho sao anh yếu, anh cứ đòi ra gió vậy? Em cũng đang đeo mắt kiếng đây, đâu có già gì đâu. Mình yếu thì mình phải chấp nhận mình yếu, yếu cứ để ra Nhưng mà gió làm thật chi. sự, dạ vâng, nhưng mà thật sự mấy chị đấy, hôm nay chạy xe ôm thì đủ là một cái tiền ăn với chi phí trong gia đình thôi ạ. Cũng Trời chưa ơi. có dư dật để mua cái kính. Thì bây giờ em nhờ chị đúng không? Tình cảm của hai chị em mình là đều là người yêu đất nước. Là cái dân oan của nó có muốn, có đáng để cho bao nhiêu triệu dân mình đánh đổi để mà đổi cái dân oan của nó không? Em muốn hỏi nó bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà chưa, em chưa bỏ qua thằng này đâu. Em có cái máu đi rình. Trời ơi, anh Trần Toản mà biểu hốt thiệt, cái nản ghê á. Biểu hốt anh Trần Toản, em nói cái đó em bất mãn ghê anh Trần Toản nha. À nói chị Rinh, anh Trần Đâu Toản này chị mời cũng được, nói chữ hốt một cái em đứng hình luôn, mình đấy đứng hình luôn nha. đấy nhỏ chị em nhà mình mà chị mới cả nhà đây, em nó nhỏ với chị thôi nha, chị Cao Hoàng Lan, Dạ nói nhỏ nhỏ không anh em ai mình nghe nghe tiếng đâu. thôi, nói nhỏ nhỏ anh em mình Vâng nghe đúng thử rồi, nghe. dạ vâng, không ai nghe tiếng đâu, mà ông Vinh Đô mới vào đấy, À là đừng để cho anh Vinh Đô anh biết. à Thì em anh nói Vinh thật Đỗ với càng chị bí này, mật luôn, đừng cho anh Vinh Đỗ nghe, mấy anh chị em đừng cho anh, đừng dạ cho anh Vinh vâng, Đỗ nghe nha, mấy anh em mình nói, nói đi anh nhỏ nhỏ thôi. dạ vâng. Chị Cao Hoàng Lan biết không, cứ mỗi một một buổi tối em mở diễn đàn ấy mà không nghe được giọng của chị ấy, em mất ngủ đấy. Bên này em cảm thấy là cái diễn đàn của em thấy nó có của cái gì nó thiếu thiếu ấy. Nói chuyện nghe đi Dương Vi, Dương Vi lên máy, chị đang nghe đi Dương Vi. Dương Vi nói nó hồi chiều cái vụ mà nó bị dân oan mà nó đòi lật chế độ này xuống để đưa chế độ khác lên để xử dân oan đó Dương Vi. Nghĩ làm sao mà cái oan một mình nhà nó mà nó biểu 90 triệu dân phải 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 đứng lên để gánh cái Trương Mỹ cảnh trả mà lời rồi, gánh cái Trương Mỹ cảnh mà trả lời. bom rơi đạn lạc là sao? Dương Vi lên đi, chị xuống đi Dương Vi, lên kể chị đang nghe Dương Vi ơi, chị ghiền thằng này rồi. À Dương Vi dùng tới 3 nick vào nhà thằng chị đang luôn. À chào Lisa Nguyễn, hình như chị Lisa Nguyễn là có cũng có lên diễn đàn mấy lần. Ừ, phải mình Trần Toản, chị Lisa có lên diễn đàn mấy lần luôn đúng không? Cũng có lên nói chuyện mấy lần. À nó đòi kiện Dương Vi ra tòa hả Dương Vi? Vâng, em chào chị Lisa Nguyễn nhá. Chị thả tin nhiều bây giờ mới thấy chị Đấy vào. là Dạ em khỏe chị Lisa Nguyễn ơi, em cảm ơn chị ạ. À. Vâng, để xong để mời chị, nhưng mà từ từ đã, chị Cao Nam, dạ việc của nói chị đi em mình chưa giải quyết xong mà. thì anh nói đi giải quyết vụ gì, giải quyết cho em giải quyết lẹ nhanh gọn lẹ lắm. Dạ vâng, thì chị có thể là thôi thì một cái tình cảm của hai chị em mình Rồi nói không ai nghe tiếng đâu ạ. À. Thì nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi, nói nhỏ nhỏ. dạ.